Thế nên xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Chúng ta tiếp đón hai người bạn trẻ từ bên Pháp sang để mà chuyển lựa qua những cái dòng nhạc đấu tranh, đó là nhạc sĩ Đình Đại và ca sĩ Thu Sương. Phía Nam đang tiếp chuyện với ca sĩ Thu Sương. Cái câu hỏi mà muốn nói mà nó có thể nó gần nhất là Việt Nam muốn hỏi Thu Sương là nhạc đấu tranh chúng ta có rất nhiều đúng không? Ngày từ trước nếu mà Thu Sương nói thì từ trước chúng ta có những cái nhạc của bên cục chính huấn, Dạ đúng rồi chị. Phải nói là ai nghe cũng thể nói là người mình không không muốn đấu tranh cũng phải đấu tranh. Dạ. Thành ra mình nghĩ rằng là những cái dòng nhạc đó bây giờ nó rất là thiết thực và nó rất là cần thiết cho cái người Việt Nam của mình ở trong nước bây giờ. Chúng ta thấy vượt qua những cái cuộc biểu tình của những người dân trong Dạ. nước, họ hát những cái ca khúc đấu tranh, họ không Dạ. còn biết sợ hãi là cái gì. Thành ra Dạ. mình thấy nó rất là hay. Thế nhưng mà tại sao khi mà Thu Sương xuất hiện ở đây, người ta cái dư âm để lại là Thu Sương hát những cái bài hát của Đình Đại, tại sao Thu Sương lại chọn ca khúc của Đình Đại để hát với những cái dòng nhạc đấu tranh đó? Dạ vâng thưa chị, thật ra thì em hát rất là đa dạng. Trước đây đó là em hát rất nhiều nhạc của cục chính huấn, và đặc biệt đó là những cái dòng nhạc đấu tranh ở trong quốc nội, đặc biệt là nhóm tuổi trẻ yêu nước, chẳng hạn như nhạc của Việt Khang, Trần Vũ Ân Bình chẳng hạn, thì đó là những cái dòng nhạc mà trước đây em hay truyền tải. Thì sau này có cái cơ duyên để gặp Đình Đại đó, thì em phát hiện ra rằng là trong cái con người của Đình Đại nó có rất nhiều những cái suy tư, suy nghĩ nó rất giống em, thứ nhất. Thứ hai nữa là em phải nói ngay đó là em nghĩ rằng là cái dòng nhạc nhạc của Đình Đại nó có một cái gì đó nó hợp với em, với cái chất giọng của em. Và Đình Đại cũng như rất nhiều những người bạn thân cũng đều nói là như thế. Và cái quan trọng nhất đó là cái dòng nhạc của Đình Đại nó cảm em rất nhiều. Nó làm cho em, tạo cho em rất nhiều cảm xúc. Có đôi khi em trình bày ở trên sân khấu có những ca khúc của Đình Đại em hát nửa chừng em phải ngưng, tại vì em không cầm được cái sự xúc động. Và lý do tại sao em chọn cái dòng nhạc này là bởi vì cái thứ nhất đó là nó có liên quan tới thời cuộc. Cái thứ hai nữa đó là em có những cái sự liên hệ với lại những người trẻ trong quốc nội, thì em nghĩ rằng là chúng ta cần, tạm thời chúng ta cần tập trung vào trong quốc nội, thì những cái ca khúc của Đình Đại là nó mang cái hàm ý đó thưa chị. Thưa quý vị, khi chúng ta nói về một người nhạc sĩ sáng tác, khi chúng ta nói đến một người ca sĩ, phải nói là diễn đạt cái tâm tình đó nói, nhưng mà chúng ta phải nghe đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mời quý vị nghe Thu Sương hát. Cô sẽ hát ở đây với cái tiếng đàn của Đình Đại để chúng ta nghe xem tại sao cái dòng nhạc đó lại quyện vào đời sống và vào tiếng hát của cô đến như vậy. Mời quý vị thưởng thức. Thu Sương sẽ hát bài gì bây giờ? Dạ thưa vâng, thưa quý vị và thưa chị, Thu Sương xin chọn một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Đình Đại. Đây là một ca khúc nói về một cái cuộc rút quân của quân đoàn 1 ở trong những ngày cuối tháng 4. Đây là một cái ca khúc có mang tựa đề là Nỗi nhớ khôn nguôi. Thơ của Cao Nguyên. Và đây là một cái bài mà Đình Đại phổ từ thơ của nhà thơ Cao Nguyên thưa chị. Nhà thơ Cao Nguyên. Nhà thơ Cao Nguyên ở Washington DC. Oh yeah, đúng rồi, mình có Dạ. biết. Dạ. Mới tháng hai mà đã như tháng chưa qua xuân mà đã chết nụ cười, trời gió chương được mùa nước mắt tràn qua tim chạy suốt đời người. Bạn bè chết nhớ
Thưa quý vị nghe thấy chưa? Một cái âm thanh rất là phải nói là rực rực cả cái sự nóng nóng của một cái ngọn lửa. Quý vị nghe cái giọng của nói âm vực của Thu Sương rất là cao, và cái lời thơ cũng như cái giai điệu của cái ca khúc rất là phải nói là dù là ca khúc và giai điệu nó ảm đạm, nó buồn, thật là buồn, nhưng mà cái tiếng hát rất là đầy nội lực, thưa quý vị. Vậy thì Thu Sương có thể cho biết là sau những cái ca khúc như vậy đó, ngay cả bây giờ ngay phiên đan ngồi mà nghe cái ca khúc này á, phải nói người mình cứ rung lên, tại vì phải nói là mình có cái cảm giác như là mình đang được đánh thức sau một cái cơn ngủ dài. Có thể có người nào đó họ quên đi, họ mê trong cái đời sống của mình và quên đi tất cả những cái gì xung quanh, nhưng mà có lẽ là cái tiếng hát của Thu Sương sẽ làm cho người ta thức dậy để cùng chúng ta xuống đường. Vậy thì Thu Sương, qua cái ca khúc của nói về Quân Đoàn 1 đó, thì Thu Sương nhớ lại cái quá khứ đã đi qua một cái binh đoàn rất là lớn, một cái số một cái, những chiến thắng của chúng ta đã bị, có thể nói là bị quên vào cái dĩ vãng, bởi vì cái cuộc chiến nó đã khép lại, nhưng mà cái ca khúc này nó làm cho người ta nhớ đến những người lính của Quân Đoàn 1. Thế thì bây giờ đối với em, hiện tại bây giờ chúng ta còn nhớ gì nữa sau cái cuộc chiến 1975, thì ca khúc nào của Đình Đại đã tạo được cái tiếng sống đó cho Thu Sương? Thật ra đó, em nghĩ Đình Đại là một người sáng tác nó khá có nghĩa là Đình Đại sáng tác được trên rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực từ hùng ca cho đến dân ca, cho đến nhạc tình, cho đến nhạc đấu tranh. Cái mỗi một cái ca khúc của Đình Đại nó đều gửi gắm ở trong đó một cái tâm tư của Đình Đại, mà chính bản thân em cũng nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Em kim qua chiến tranh, em nhìn thấy sự mất mát của chiến tranh. Nếu mà nói đến cái âm nhạc đó, thì em có thể nói là những cái ca khúc mà như vừa rồi em trình bày đó, thì nó là những cái mà nó làm cho em đau đớn nhất, là bởi vì em luôn nghĩ đến cái cuộc chiến nó kết thúc vào ngày 30 tháng 4. Nó là một cái cuộc chiến mà nó để lại nỗi đau rất lớn ở trong lòng mỗi người Việt Nam tị nạn cộng sản của chúng ta. Thì cá nhân em không thể nói rằng là ở Đình Đại có một cái ca khúc nào nó là mang tính cách tiêu biểu, mà em cho rằng là tất cả những ca khúc của Đình Đại nó đều là được viết lên bằng tim, bằng óc, bằng chính những cái nhận thức của Đình Đại, và ở trong đó em tìm thấy được cái hình ảnh của mình và tất cả người dân Việt ở trong tất cả những ca khúc của Đình Đại, thưa chị. Như vậy thì ở trong cái giai đoạn mà cái dòng người tị nạn của chúng ta đẩy thuyền để ra khơi, chết chóc hãm hiếp ở trên Biển Đông, thì Đình Đại đã có những cái ca khúc nào nói lên cái điều đó hay không, và làm cho Thu Sương sống lại với cái thời kỳ đó hay không? Theo như em biết đó, hiện tại bây giờ là Đình Đại chưa có một cái ca khúc nào sáng tác về cái giai đoạn mà vượt biển, nhưng mà Đình Đại sáng tác rất nhiều những cái ca khúc về biển mà ở cái giai đoạn sau này. Tại vì em nghĩ là như thế này, có thể là bởi vì Đình Đại chưa có cảm được, là bởi vì chính Đình Đại không phải là một thuyền nhân như là em. Có thể một lúc nào đó, tại vì Đình Đại là một người sáng tác theo những cái cảm xúc của mình khi ghi nhận một cái hình ảnh nào đó. Em nói một ví dụ, hình ảnh Đình Đại nhìn thấy một cái bức ảnh khi mà trên cái con đường mà Đại lộ Kinh Hoàng, khi mà người dân người ta tháo chạy đó, thì một cái hình ảnh nó làm cho Đình Đại đập vào mắt Đình Đại, và khi Đình Đại nhìn cái đó thì Đình Đại sáng tác ra một ca khúc. Em nói ví dụ như vậy, thì có thể là Đình Đại chưa có bất chợt để mà gặp được những cái hình ảnh đó, và nó chưa có đủ cái cảm xúc, thì em không biết. Cái điều đó em nghĩ là có thể Đình Đại sẽ chia sẻ với chị. Thưa quý vị, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống mỗi người có một cái cảm niệm, khi mà mình đi vào trong, mình được đứng trong một cái bối cảnh đó, hoàn cảnh đó, thì mình mới có một cái cảm xúc. Có thể là một cái người chiến sĩ sáng tác, một người viết những cái ca khúc để làm cho người ta cảm thấy rằng là chúng ta đang ở đâu và cái thời kỳ nào. Thì như Thu Sương nói, thì có lẽ là Đình Đại chưa có trải qua cái giai đoạn đó, nhưng mà tiếng sống của biển và sự gào thét của biển và những sự đau đớn của biển hiện nay đối với những người ngư phủ Việt Nam, những người ngư dân Việt Nam đẩy thuyền ra khơi và không trở lại, hay những người ngư dân Việt Nam đã bị thảm sát trên Biển Đông, hay là những người ngư dân Việt Nam đẩy thuyền đi nhưng mà trở về
với một con thuyền chẳng có gì cả, bởi vì biển đã mất và người còn nhưng mà biển đã mất, thì chúng ta làm được gì? Có lẽ là có cái ca khúc của Đình Đại. Sau khi chúng ta có một vài, chúng ta theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, chúng ta sẽ trở lại với ca khúc Biển của Đình Đại. Cảm ơn quý vị.